Dạ, mấy mẹ con em á, xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Sáng cả nhà em có đi chợ, em có chuẩn bị được mấy miếng tàu hũ nè, với thịt bằm, với chả cá, cà chua với cà tím nữa. Đến nay á, tàu hũ á, thì em dòng thịt, em xúc cà chua, còn cà tím thì lát em xào thịt bằm. Giờ á, em mời cả nhà cùng nhờ bếp với mấy mẹ con em nha. Bữa nay á, ông xã em đi làm mà cả nhà nên không có nhà. Bé Hằng thì đi học, chút nữa mới về. Dạ em tranh thủ em làm mà đồ ăn á, lát bé Hằng đi học về ăn cơm luôn. Gì coi cái này không có gọt, này lát nữa mẹ xắt ra hả? Thôi con chơi với em đi, mẹ tự làm cho ha. Ô ô ô ô ô ô bự quá ha, cái cà bự quá trời. Ô ô ô bên này á, em đi ra rửa cà tím cà chua. Cà em cũng rửa xong rồi cả nhà. Dạ em để gáo á, em qua đây em bầm hành tím với tỏi á, những lát em ướp thịt nè. Mẹ bầm bị vô tay rồi, vô tay rồi, mẹ cho dao bị vô tay rồi, bóc bên mình cho dao nha. Để nào không có dao, không có gì để cho pin lạc hết á cả nhà, pin buồn hết, pin vô luôn rồi. Còn con thì ngồi đây con chơi, con không chơi với anh ba hả đẹp không? Sao không chơi với anh ba? Anh ba chơi anh buồn á. Thằng chín này bầm thì cũng được, để cho ra cái dĩa. Tỏi với hành á em cũng bằm xong rồi. Đậu hũ này nè, em cũng có rửa sơ để gáo rồi nè. Vậy em xắt ra làm hai. Hũ em một cái miếng vậy. Xong rồi em khoét cái ruột chính giữa đó nha. Cái phần ruột của miếng đậu hũ đó nha. Em quét ra lát em trộn chung với thịt. Món đậu hũ này cũng là món ưa của bên Chiến Thanh hết cả nhà. Nhưng mà hồi nãy giờ em chưa có làm món đậu hũ luộc rồi. Chút cà. Bữa nay em làm thử cho đường với Hằng ăn. Mẹ làm đồ ăn lát cho con nghe. Mẹ giết tay ạ? Ừ, mẹ bị giết tay rồi. Đau quá. Ừ. Còn bột của đậu hũ á, em cũng móc ra xong rồi. Vậy em cho thịt với chả cá vô, em cho gia vị vô một ốc, ngồi luôn. Còn thịt xay này nè, em cho con ngỡ vô. Còn con ngỡ lát em xào với cà.
thịt cá cá luôn nha. Mình cho một ít hành lá đi. Hành tím. Mình cho một muỗng cà phê nước mắm. Em cho thêm một muỗng dầu tỏi phi á, để nó thơm. Tiêu anh để đắt rồi, người sợ cay nha, mấy con ăn được. Mình cho muỗng đường, muỗng hạt nêm, xíu bột ngọt, chút muối, xong rồi em chậm đều lên. Em lấy con tay á, em ngồi cho nó nhanh cả nhà. Bên này á, em có chuẩn bị pha nước muối nè, để ăn lát á. Em mới sắc cà xong á, em để vô nước muối em ngâm. Em sắc nước cà này em sắc hút. Cà này em không cần gọt vỏ nha. Em ăn miếng cuốn, miếng cà nó chấm chút không vị. Cái cà này rất hút nhiều. Em nha nhọn thịt vô, em chiên nha. Thế là em làm 2-3 món luôn ha. Em sắc phân xong rồi cái em khớp cái lỗ, lấy cái ruột của cái cà ra thế này. Lát em nhọn thịt vô đây em chiên. Đi con. Đi đâu? Hay là hả? Chị hay học dễ hả? Dạ. Em bơm làm gì vậy? Em bơm thấy con đi học vậy em bơm mần gì đó ha. Chị hay có mua bánh không mà mần dữ vậy ta? Có không? Rồi rồi không biết rồi. Em bơm nhầm gì vậy? Em bơm gì? Em biết em bơm làm mà em bơm khổ gì? Em cắt 4 cái cà này nè. Để lát em bào em làm suốt luôn. Còn 2 cái cà này em để lên. Phần cà em cũng hơi sắc xong rồi, giảm ngâm. Em ngâm nước muối. Giờ rồi em qua em dồn thịt vô tàu hủ nha. Em dồn, em dặn nặng vô cho nó dính cà cá. Để cho nó dính. Em dầm gì được nha. Em để vào đây. Còn em dầm xong á. Em bỏ chảo lên. Này. Ơi. Chai nước đổ rồi. Chai nước đổ rồi hả? Ai làm đảo vậy? Em bơm hả? Vậy em bơm phân tay được chưa? Đi ra đi. Đi ra đi. Nghe phân tay cái đi ra đi. Mẹ khóc đi. Mẹ khóc đi hả? Dạ. Con thương mẹ sao con kêu mẹ khóc? Có thương mẹ không? Không à. Không hả? Vậy khóc thiệt nha. Dạ. Để ra đi. Hả? Để ra đi. Là gì? Mẹ khóc rồi đó. Kêu mẹ nín đi đi. Mẹ cay đây. Em nín cay được chưa? Ừ. Mẹ ơi. Ơi. Nín cay được chưa? Ừ, quýnh vào tay được chưa? Làm đỏ nước dĩ quýnh là được rồi đó. Nín cay được chưa? Ừ. Mẹ nín cay được chưa? Ừ. Em nhồi đậu hũ xong á, em qua em nhồi thịt vô cà tím á. Em nhồi vô cà tím á, em cũng nhét cho nó dẻ xuống á cả nhà.
cho nó đừng có bị kẹt. Thật đó em cũng nhờ vô tập đậu hũ với cà xong rồi, dặn qua bắt cái chảo lên em chiên đậu hũ. Còn một ít thịt này còn dư cả nhà, cái chiều á em chiên á, em xúc ra nước mắm á, cho bé Bơm với bé Viên với bé Hằng ăn cơm chiều. Lúc này á cả nhà, bên ngoài á mưa gió hơi ồn á, trong video á nó không có được trong á, một cái nhà cũng cảm ơn cả nhà. Em nướng lửa bắt cái chảo lên em chiên đậu hũ. Dầu sau thì em cho đậu hũ vô chiên luôn. Trong thời gian chiên tàu hũ á, em qua em làm cà luôn. Em xắt cà miếng mỏng mỏng ra gì nè, em dễ bằng. Em mai làm nước cà, em lấy luôn cái phần hộp của cả nhà để nó mình làm cho nó có gì chiên chiên mỏng mỏng cái nào. Cảm bằng gì cũng được rồi. Còn tàu hũ á, hay chiên gì cũng được rồi nè, để chở bề luôn. Tàu hũ á, em chiên gì cũng được rồi nè cả nhà. Nó vàng đều rồi nè. Giảm đắp ra dĩa nha. Em chiên đậu hũ xong rồi. Giờ á, tiếp tục cái phần dầu này nè. Em để cà giòn thịt vô. Em chiên đi. Con có cầm máy mình nữa được nên mẹ phải cầm nè. Ở bên này là cái nhà hay sang lửa đây là nước suốt á, để em coi đậu hũ nha. Em bắt chảo lên á, để em cho dầu đậu vô rồi em không rửa thì dầu hết á, lặn lên nữa nè. Rồi nắng em cho hành tím vô hành phi luôn. Phi gì cũng được, cũng có cà với em xào luôn. Ở bên này á, cà chiên của em gì cũng được rồi nè, giảm chảo bề luôn. Mình cũng hấp dẫn quá ha. Ngày á mình ăn với nước tương á, ăn cái gì cũng được nè. Nó vàng cái miếng cà vậy chứ ngon lắm nè. Còn cá em xài gì cũng được rồi, mình cho đậu hũ vô nè. Cho mẹ cộng lửa vô chiêu á, cho nó thắng cho miếng đậu hũ á, cho nó ngon. Gì con? Ơi mẹ đây, mẹ đây. Ơi cái thằng cà tí á, em chiên gì cũng được rồi nè, giảm nhắc cái gì á.
không chịu đâu, không chịu đâu. Còn hủ á, con nãy giờ nó cũng được rồi nè. Để trả về xong lại múc cho chị thấy luôn. Chị thấy ngon đó nè, thích dẫn nè. Món này chắc là ngày món tủ của chị nữa nè. Đúng rồi nè. Chị múc ra xong cái lát này lát cái dĩa, mẹ múc chừa cho ba con ha. Nghe ba làm nữa nè. Ba đi làm. Múc chừa về ba. Mẹ múc xong rồi, mẹ có chuẩn bị mấy con hành ở dưới luôn. Hành chiếu cỡ nữa hả? Bếp lửa em bắt chảo rồi đó, em xào cà đi. Tỏi ăn tươi gì cũng được, mình cho thịt vô ăn xào. Em cho dùng chút tương ớt với hai muỗng nước tương. Em xào đều lên. Thịt bằm á, em cũng xào gì cũng được, dặn cho cà vô luôn. Thịt bằm á, em xào em cũng đi miếng là vừa ăn. Em cho cà vô, em xào cho cà chín á, xong rồi em múc ra cho em cho cả cà ăn được rồi. Cà em xào gì cũng được rồi, để em cho hành lá luôn. Con này con chuẩn bị dọn cơm nha nè. Ừ, giờ chuẩn bị dọn cơm đây con. Mẹ xào này nữa là xong rồi, mình ăn cơm. Xong rồi em cho hành lá luôn. Lá đó em múc ra em hả, cho tiêu vô. Cà này em xào á, vừa chín tới nha, nên ăn nó giòn nha. Múc xong rồi em cho miếng tiêu lên cho nó thơm. Mời ông bà cô chú, em mời cả nhà dùng cơm với mấy mẹ con em nha. Dạ, con mời ông bà cô chú ăn cơm. Mẹ chấm nè. Con ăn cái này nha, mẹ lấy cái này cho con ăn. Mẹ chấm. Cảm ơn mẹ đi. Mẹ chấm. Nhà giúp đi. Ok. Dạ. Dạ, dạ, ớt. Rồi. Nói cái món này dạ. Dạ. Rồi, đói rồi đó. Mẹ đó mẹ gung tay luôn nè. Cà dầm thịt chiên ngọt. Tắm cái cây hả con? Bơm múc cơm vô ăn đi. Mẹ lấy miếng tàu hủ ra bơm nè. Rồi. Ngon lắm nè. Ngon rồi. Vừa ăn ha. Dạ. Đưa béo cái đồ phẩm nè. Rồi, ăn đi con. Ăn giỏi đi, lát nữa mẹ chở đi chơi nha. Miếng cục vàng. Bên này bên ăn cà. Ăn cà. Ừ. Đưa đâu? Ừ, ăn ăn. Ừ. Miếng cà mẹ xào gì đến tới. Ờ đưa đi rồi. Cái giòn ngọt. Mấy ba em vậy bên mình đi mà. Đi đi đó. Ê. Chấm hả? Chấm à. Chấm đi, chấm đi, chấm đi.
Ngon quá. Chấm gà. Chấm thịt nha. Đi luôn. Cái nước sốt này ngon quá ha. Chấm thịt nấm. Dạ. Rồi con tự múc cơm ăn đi nha. Nó hơi đói bụng xỉu đó. Đúng không? Bơm sợi xỉu không? Nó bụng rồi bụng ra. Amma. Nghe tao hổ mời ra dữ vậy. Cho mẹ cũng ơi. Cây, cây. Cho mẹ ăn. Rồi. Cây hả? Cây mẹ ăn được hả? Vậy thôi con ăn được, con ăn đi. Dứt, dứt đạn nguyên cục đi con. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Bơm uống nước mà bơm hà dữ vậy hả bơm? Trang nó hả bơm? Cái nước sốt này ngon này ha. Mềm rất là thành món tủ của em Bình. Ừ. Rồi. Hôm qua mẹ ba nằm á, nghe ba nói thấy trên mạng làm món tàu hủ dòng thịt với cà dòng thịt ngon. Tới bữa nay mẹ làm luôn. Quay về ba biết ba vui lắm. Mẹ có chừa cho ba rồi. Rồi. Vừa cũng. Gọi xong luôn, vừa gụng rồi gọi xong. Nhà ba đi đâu rồi con? Ngon quá cha. Hình như món tàu hủ dòng thịt này cũng tủ cả nhà mình rồi đó. Dạ. Bơm cũng thích mà pin cũng thích. Mà gấp phải có miếng miếng cà chua trên trên cho bề mặt nè. Ăn cá canh mẹ dạ. Ngon ha, chua chua ngọt ngọt. Dạ. Cá bị cá bị. Gì con dính tay con hả? Dính tay luôn rồi. Ngon quá nè. Ngon nhiều nhiều vô đây con. Dạ. Ngon không? Ngon. Ngon hả? Ăn cay đi. Ăn cay. Mà con ngọt. Ăn cay đi. Ngon quá. Cá ấm. Không. Ấm hả? Ừ. Tắm giờ. Tắm giờ. Cảm ơn nha. Bơ lớn. Ngon quá. Bơ lớn hả? Ông cho màu lớn. Mẹ mà lớn nữa chắc khỏi đi luôn. Lăn luôn. Ăn cao rượu. Đùa. Ừ? Chúa hả? Đây. Miếng giấy của bơm đây nè. Vô miếng giấy tên này nè. Cái này chưa dẫn. Càng mất chứ này ngon. Mẹ ăn đi. Cảm ơn. Bơ, bơ đỡ. Ừ, ăn cái mau lớn. Mẹ nhớ vô kìa chi. Con ăn đi, con ăn cho mau lớn. Bơm ăn đi, ngủ có chấm nữa, bơm ăn đi. Ngon bơm. Dạ, dạ, chào bà chú đi. Dạ, thầy chú hả? Dạ. Em bơm ăn đi. Ăn cà dứa. Ăn thật.
Dạ trong bữa ăn á, bơm hơi quậy á, mong bà cô chú thông cảm. Và cuối video á, con cũng xin cảm ơn quý ông bà cô chú, anh chị và các bạn á, đã luôn quan tâm và theo dõi ủng hộ cho mấy mẹ con. Và video đến đây cũng kết thúc rồi. Em hẹn cả nhà vào video tiếp theo. Bye bye cả nhà.